Chào các bạn, hôm nay thì tại nhà riêng của mình đã phát hiện ra một địa điểm hết sức là thú vị để thực hiện những video dã chiến với một tay quay, một tay xoay và mồm anh nói. Đó chính là tự tung tự tác trong chan hòa ánh nắng của buổi sáng. Đó chính là phòng làm việc của mình. Ở đây hôm nay mình sẽ giới thiệu video bóc hộp chiếc Galaxy Lexus. Thực ra thì sản phẩm Galaxy Lexus này đã đình đám của năm trước. Đến năm nay thì cái độ hot của nó nguội như cơm nguội, khi có những sản phẩm vô cùng siêu khủng ra mắt như chiếc Galaxy S4 vừa mới ra mắt vừa rồi. Nhưng tại sao mình lại phải dành thời gian cho nó? Bởi vì khi những sản phẩm vừa mới ra mắt giá quá cao và đa số những người bình dân như chúng ta, những người mà đồng lương vất vả chỉ khoảng 5-6 triệu thật sự là xa vời. Thì khi những cái sản phẩm này nó đạt đến cái tầm giá có thể phổ thông được thì di động thông minh để nâng nó lên và khơi dậy cái giá trị của nó từ ngày xưa. Vâng, và đây là chiếc Galaxy Lexus. Mình sẽ tiến hành xem nó có cái gì nhé. Thân máy nguyên siêu màn với biểu tượng Galaxy Lexus. Question google.com suộc Lexus. Nghĩa là hỏi gì thì vô cái trang web này mà xem thông tin. Rất là đơn giản, gợi mở. Mặt sau của máy, máy xuất xứ của Hàn Quốc, lên được in theo hai mã SGN là serial number và email của máy. Cái biểu tượng này là những máy xuất phát từ Hàn Quốc. Mặt sau thân máy gồm một khe cắm SIM. Vâng, và hình như là không có khe cắm thẻ nhớ. Chọn rồi. Mình sẽ để tạm chiếc Galaxy Lexus này sang một bên. Các bạn có thể ngắm nhìn nó với gọi là trình độ lia máy quay đỉnh cao của mình nhé. Thân máy bên cạnh viền là hình cong. Và cái điều mà mình phải nhấn mạnh trong cái mở hộp hôm nay chính là những cái phụ kiện mà chiếc Galaxy Lexus này có so với phiên bản quốc tế. Các bạn nhìn thấy đây là hai lắp lưng. Tại sao lại trang bị cho hai lắp lưng? Đối với nhiều bạn dùng pin dung lượng cao sẽ tò mò hiểu điều này. Sách hướng dẫn, đốc sạc. Khi có sự xuất hiện của cái đốc sạc này thì chắc chắn là sẽ có hai pin rồi. Mình sẽ đặt sang bên này. Sợi cáp USB, cáp của Samsung rất là xịn nhưng không thay đổi từ đời S2, vẫn thế thôi. Chiếc tai nghe in-ear của Samsung, khách quan mà nói thì chất lượng cũng khá là tốt, nghe hay. Nhưng chất lượng của tai nghe theo máy luôn luôn là không đủ đối với những người nghe nhạc sành sỏi. Pin của chiếc Galaxy Lexus như chúng ta đã biết, đó chính là pin có dung lượng 1700 mAh. Cỏ pin này là cỏ pin dung lượng tương đối của cái thời kỳ bấy giờ, nghĩa là như S2 cũng chỉ tầm 1600. Và cái quả pin đặc biệt đi theo bao nhiêu dung lượng đây? 2000 mAh. Vâng, quả pin này được Samsung chế đặc biệt để chiếc Galaxy Lexus này có thể cạnh tranh ở trên chính quê hương của mình, khi có những cái hãng như là Sky, LG và chính những cái sản phẩm của hãng là luôn luôn phải trang bị hai pin, bởi vì bên Hàn Quốc người ta dùng 3G, 4G nhiều kinh khủng, trên tàu điện, xem TV khắp mọi nơi. Hãy cùng quan sát lại phụ kiện của chiếc Galaxy Lexus này, bạn có phấn khích không? Trong khi lo lắng vì vấn đề về pin, vì pin là vấn đề mà chưa bao giờ được khắc phục, chỉ có giải pháp duy nhất hay nhất đó là bạn dùng thêm một trái pin nữa, sạc đầy bằng chiếc đốc này. Và sau khi quả pin này hết, có một trận tơi bời hoa lá chém dưa hay bắn chim hoặc là tempo run, thì các bạn có thể thay cái quả pin 2000 này vào và sung sướng tiếp tục với một năng lượng tràn trề cho một ngày mới. Vâng, mình sẽ thử lắp cái một quả pin vào và mình sẽ nói qua một chút về chiếc Galaxy Lexus này. Thực sự cái sản phẩm này thì mình nghĩ chắc là rất nhiều bạn đã biết về nó rồi vì đã ra đã lâu. Chip xử lý 2x1.2. Con này cấu hình của nó mạnh như con Galaxy S2 ấy. Có cái điểm con này chụp ảnh chỉ có 5 chấm thôi,
nhưng thực sự là 5 chấm của Samsung thì chất lượng rất là tốt. Nói về cái thiết kế của nó một chút, bởi vì người ta thường nói là từ ánh mắt đến trái tim phải không? Nếu mà cô không xinh thì chắc tôi cũng chả thời gian tìm hiểu cô, cũng như là đi mua điện thoại cũng vậy. Anh em đều phải nhìn hình ở trên mạng, à đẹp quá, con này hay quá, chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu tò mò thông số của nó. Galaxy Lex Suit bật lên với biểu tượng là Google. Ở đây cái thiết kế của những dòng Lex Suit trước đó các bạn có thể nhìn thấy nó có một điểm chung từ con Lex Suit S đến con Lex Suit 4. Đó là cái thân dáng cong cong, trông kỳ kỳ ngộ ngộ, cầm trên tay nhiều khi bảo chả hiểu thằng này cầm cái hòn gì đen xì xì. Nhưng thực sự là cái sướng hay không thì chỉ mình mới biết được, người ngoài nhìn làm sao biết được. Cũng như là ví dụ mình nói về thiết kế của chiếc Xperia Z hay HTC One, nhìn hình thì rất đẹp, thật sự mà nói cầm không sướng. Galaxy S4 cầm mới sướng. Và trong cái tiêu chí thiết kế của chiếc Galaxy Lex Suit này, các bạn sẽ thấy nó là một cái đường cong. Cái này nó lại ố ố la la đường cong em đấy mà đây. Đấy, đã cong rồi, mông lại to. Các bạn thấy không? Mông to mà lồi lên. Đấy. Trở ngược lên phía eo là thon và một đôi mắt sáng như gương. Chiếc camera. Cái vân sần này tạo cảm giác cầm rất là thích thú. Nói về cái thiết kế này thì mọi người biết khi cái phía này nó lồi lên không phải vì tự nhiên nó lồi, vì ở trong đó nó có mật độ linh kiện dày hơn và cái trọng lượng của thân máy sẽ được dồn vào phía đít của máy. Như vậy khi mình cầm thì sẽ đầm tay hơn nhiều và phía trên máy này mỏng, giúp cho nếu bạn cầm bằng hai tay nhắn tin trên chiếc Galaxy Lex Suit này sẽ thực sự cảm thấy thích thú. Galaxy Lex Suit thì là con riêng của Google, là cậu ba đấy, thì sẽ luôn luôn có đến cái bản ROM cập nhật mới nhất, và chắc chắn các bạn sẽ mất rất nhiều công sức tìm hiểu và cài hết bản ROM này đến bản ROM khác, bởi cộng đồng dành sự ưu đãi rất là nhiều cho sản phẩm này. Chúng ta cùng lướt qua một chút về thiết kế của nó. Đẹp. Toát lên một cái vẻ bền bỉ. Và bây giờ mình sẽ nói sơ qua một chút về chiếc Galaxy Lexus này ở phía giao diện bên trong. Thì chúng ta đã biết Galaxy Lexus chính là một trong những sản phẩm con cưng của Google. Vì vậy sản phẩm này sẽ được cập nhật những phiên bản hệ điều hành mới nhất. Và mình vừa cập nhật OTA thì chiếc Galaxy Lexus nhập từ Hàn Quốc này đã có phiên bản Android là 4.1.1. Theo những cái nguồn tin ấy, thì ở trên mạng anh em đã có những cái bản 4.2.2 rồi. Tuy nhiên là mình biết nó sẽ không có nhiều cái sự khác biệt, nên mình sẽ chỉ sử dụng cái bản này thôi. Các bạn thấy rằng máy đã có tiếng Việt ngay từ đầu, bởi vì Android 4.1.1 là bản ROM quốc tế, và bản ROM này là dành cho rất nhiều quốc gia nên nó đã đa ngôn ngữ. Mình đang dùng hình nền Xperia Z hiển thị trên màn hình AMOLED 720p của chiếc Lex Suit này rất là đẹp. Các bạn có thể quan sát. Đây là giao diện mặc định của Android 4.1.1, rất là mượt mà. Gồm hai tab ứng dụng và tiện ích. Chiếc Galaxy Lex Suit này ở cái thời điểm mà nó ra mắt, nghĩa là cách đây một năm ấy, thì là một chiếc smartphone rất là đáng mơ ước, bởi sở hữu không chỉ cấu hình cao mà còn một cái màn hình với cái mật độ điểm ảnh rất là dày đặc, đó là 320 dpi. Điểm của cái mình đã đo lại điểm cái này là 6.305 điểm. Vâng. Và cái thông số chi tiết về cấu hình của chiếc Galaxy Lex Suit này, chip đuôn core 1.2 GHz, màn hình 720p, độ phân giải, mật độ điểm ảnh 320 dpi, bộ nhớ trong 16 GB, RAM 1 GB. Có một cái điều đáng tiếc là camera chỉ được 5 megapixel thôi. Nhưng ngược lại là đối với camera của Samsung thì chụp ảnh rất là đẹp. Các bạn có thể tự tin là như vậy, 50 là đủ. Các bạn thấy rất là mượt mà. Khi cầm mấy sản phẩm một cái sản phẩm trên tay ấy, thì mình sẽ nói thêm một chút về cái cảm giác cầm cầm cái sản phẩm này khi nó sở hữu mặt sau sần và mình cầm rất là thích thú, bo tròn gọn trong lòng bàn tay.
cảm tưởng rất là nồi đồng cuối đá, một cái nổi bật lên sự chắc chắn. Màn hình của Galaxy D7 rất là đẹp, đặc biệt là mình sẽ thử cho các bạn xem một video rất nổi tiếng, điệu nhảy ngựa của anh chàng. Loa ngoài rất là tốt. Chất lượng cảm ứng trên chiếc Galaxy D7 này thì cũng là một cái điều đáng đề cập, là rất là mượt mà. Các bạn có thể thoải mái bắn chim hoặc chém dưa rất là sung sướng. Tất nhiên là với những cấu hình khủng này các bạn có thể chơi rất nhiều trò game khủng, chứ không chỉ là... Nhưng mà thường thì mình sẽ hay thử cái độ mượt bằng việc chém dưa hoặc là bắn chim. Loa ngoài rất là giòn giã, là những cái điểm cộng của những cái thiết bị smartphone của Samsung. Ở đây mình có một điều chia sẻ với người dùng rằng là khi mà liên tục ấy có những cái sản phẩm ra mắt rất là hấp dẫn, nhưng ngược lại là chúng ta phải biết cái chúng ta cần và bỏ ra một cái chi phí thấp nhất cho những cái phương tiện để phục vụ cuộc sống, và đó chính là chiếc smartphone. Và với chiếc Galaxy D7 này luôn luôn được làm mới bởi những hệ điều hành mới nhất của Google và sở hữu cấu hình phần cứng đủ để đáp ứng những nhu cầu cần thiết trong smartphone, đó là giải trí, Facebook, chơi game, lướt web và đọc email, và kiểu dáng rất là bền bỉ. Cảm ơn các bạn.